cứ nhớ đô là nhớ khen, nhớ khen là nhớ đô thôi vậy nha. Phúc Vinh xin chào. Câu hỏi đầu tiên trong video clip trả lời bình luận của Phúc Vinh hôm nay là của bạn Sau Chương. Bạn hỏi là: Thầy ơi, sao thầy không giải thích luôn khóa đô? Trong âm nhạc có ba khóa phải không thầy? Chúc thầy vui vẻ hạnh phúc. Phú Vinh xin cảm ơn Sao Chương đã gửi bình luận cho Phú Vinh, và Phú Vinh xin chúc cho bạn Sao Chương vui vẻ và hạnh phúc. Nói về khóa đô thì Phú Vinh sẽ hướng dẫn cho bạn và mọi người về khóa đô trong video clip này tường tận nhé. Tại sao lần trước trong video clip xem 10 phút là đọc được nốt nhạc, Phú Vinh không giải thích khóa đô? Bởi vì khóa đô không có thông dụng bằng khóa son và khóa pha. Thì bạn đã đề cập thì Phú Vinh cũng trả lời luôn. Bây giờ để biết về khóa đô thì chúng ta phải có một cái khuôn nhạc lớn, trong tiếng Anh gọi là grand staff. Thì khuôn nhạc đó bao gồm cả hai khóa, đó là khóa son và khóa pha. Thì cái khuôn nhạc này dành cho piano đó. Rồi, ở đây Phú Vinh có một cái grand staff để Phú Vinh vẽ ra khóa son và khóa pha ở trên cái grand staff này nha. Thì cái khuôn nhạc grand staff này là dành cho piano. Thì chúng ta có khóa son nằm ở tay phải, thường dành cho tay phải trong piano nhé. Rồi, khóa pha là thường dành cho tay trái khi chúng ta chơi piano nhé. Khóa pha vẽ ở dưới, khóa son vẽ ở trên. Đó, như vậy chúng ta đã có được một cái grand staff bao gồm hai khóa son và khóa pha. Và hai khóa này có một điểm chung là gì? Điểm chung đó là nốt đô ở giữa, nốt đô này. Chúng ta có một nốt đô rất là dễ ha, và nốt đô này nằm ở giữa của hai khóa, và hai khóa đều gọi đó là nốt đô, cho nên trong tiếng Anh đây gọi là middle đô, hay còn gọi là middle C. Middle C đây Phú Vinh viết ra nè, middle, middle là giữa nha, C, C là chữ C á, chữ cờ là ký hiệu cho nốt đô. Thì chúng ta có 7 nốt nhạc: Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Và 7 nốt nhạc đó có 7 ký tự tương ứng, đó là C, D, E, F, G và A và B. Đó là 7 nốt nhạc, là C là Do, D là Re, E là Mi, F là Fa, G là Son, A là La, B là nốt Si. Rồi, thì chúng ta có middle C, ở đây là middle C đó, middle đô á. Và bây giờ cái điểm thú vị nằm ở đây, để chúng ta có thể nhớ và nhận biết được khóa đô. Chúng ta để ý nha, là ở mỗi một khuôn nhạc dành cho mỗi khóa thì chúng ta có 5 dòng kẻ song song. Phú Vinh đếm đây, 1, 2, 3, 4 và 5 dòng kẻ. Ở dưới khóa pha cũng vậy, đếm từ dính lên nha, 1, 2, 3, 4 và 5 dòng kẻ. Rồi, và bây giờ khóa đô nó cũng chiếm 5 dòng kẻ thôi. Để Phú Vinh vẽ khóa đô ra thì mọi người sẽ thấy hay liền. Bây giờ để cho có thêm chỗ để vẽ thêm một khóa thì Phú Vinh vẽ thêm nha. Cái này nó không có nằm ở trong cái khuôn nhạc đâu nha, mà Phú Vinh vẽ thêm để cho mọi người có thể hình dung ra. Rồi, thì khi mà vẽ ra thì Phú Vinh sẽ đếm và phải sẽ vẽ cái khóa đô nằm đúng ở trên 5 dòng kẻ. Bây giờ đây là cái hình khóa đô đây. Rất là dễ ha. Đó. Rồi, khóa đô là hình chữ K. Chữ K để cho mọi người dễ nhớ, cứ đô, nhắc tới đô là nhắc tới K, K, Ken là tên tiếng Anh của Phú Vinh á. Ha, thì cứ chữ K là chữ Ken là khóa đô. Đó là như vậy, cứ nhớ đô là nhớ khen là nhớ đô thôi. Vậy nha. Rồi, thì bây giờ Phú Vinh sẽ đếm. Chúng ta có mấy dòng kẻ nè, 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy thì khóa đô này chúng ta sẽ có 5 dòng kẻ, đó là dòng kẻ 1, 2, 3, 4 và 5 dòng kẻ song song. Rồi, để Phú Vinh vẽ lại nha, cho nó chỉnh chu hơn nè. Thì chúng ta có là 5 dòng kẻ ở đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Thì vẽ khóa đô ra hình chữ K rất là dễ.
Rất là dễ. Rồi chữ K này, chúng ta thấy cái trung tâm của chữ K này nó nằm ở đâu? Có phải trung tâm chữ K này nó nằm ở giữa này không? Nó nằm ở giữa này. Đây, trung tâm nó nằm ở giữa này. Vậy thì ở giữa này nó là nốt đô. Rất là dễ ha. Nốt đô nằm ở đây. Đó. Có phải là khi chúng ta đưa vào trong cái grand staff này, khi chúng ta đưa vào trong cái grand staff này thì chúng ta sẽ có cái trung tâm nó nằm ở giữa này là nút đô, đúng không? Rất là dễ luôn. Vậy thì khi chúng ta có nút đô nằm ở dòng kẻ thứ ba thì chúng ta tính những nốt còn lại như thế nào? Cứ từ dưới đếm lên, từ trái sang phải, dễ thôi ha. Thì chúng ta có nút đô nằm đây, nút đô đó. Vậy thì nút rê nằm ở đâu? Nút rê nằm ở bên trên, đúng không? Chúng ta có nút đô ở đây, chúng ta có nút đô, chúng ta có nút rê ngay sát bên trên luôn. Chúng ta có nút mi, chúng ta có nút pha, và cứ như vậy ha. Đi xuống cũng vậy thôi, đi xuống thì chúng ta có nút đô, ở dưới nút đô với là nút si, rất là dễ. Chúng ta cứ đếm thôi theo thứ tự A B C D, đi lên và đi xuống. Rồi đó là khóa đô. Cảm ơn bạn Sao Trương đã đặt câu hỏi về khóa đô nha. Rồi, bình luận tiếp theo là của bạn Trương. Bạn nhắn là: thầy ơi, cho em hỏi làm thế nào để khi mình nhìn thấy một bài hát trên mạng mà mình xác định được các nốt đồ re mi fa sol qua lời bài hát à? Rồi, rất là đơn giản, để cho chúng ta xác định các nốt đồ re mi fa sol qua lời bài hát. Khi chúng ta nghe bài hát trên mạng thì chúng ta phải có một trong hai yếu tố sau. Một là chúng ta phải có được khả năng cảm âm, có nghĩa là chúng ta nghe được nốt và chúng ta xác định được nốt, chúng ta nghe được âm thanh ví dụ vậy đi, thì chúng ta phải xác định được các nốt đó là nốt gì, chúng ta phải có được cái kỹ năng đó. Và nếu bạn không có thì bạn hãy xem cái series các buổi học cảm âm của Phú Vinh nha, thì cái series đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nghe được và xác định được các nốt nhạc khi chúng ta nghe bài hát. Rồi, cái thứ hai đó là nếu bạn không có khả năng cảm âm thì bạn hãy lấy điện thoại của mình, mở và download một cái app về Android hay là iOS, thì chúng ta đều có một cái app đó, nó gọi là Tuner. Hoặc bạn có thể dùng cái app khác tương tự cũng được nữa, không nhất thiết phải là Tuner đâu. Nhưng mà những cái app đó phải đo được cao độ nha. Và cái app mà Phú Vinh hay xài đó là nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái âm thanh đang vang lên đó là nốt gì, tần số gì ha, tần số bao nhiêu đó, và nốt đó tên là gì luôn. Rất là dễ, thì mời bạn download cái app đó về và dùng cái app đó để xác định được nốt cao độ đó là nốt gì khi chúng ta nghe là bài hát nha. Bình luận của bạn Trùm Ra thì bạn nhắn là: mọi người cho em hỏi, khi mà em nghe một bản nhạc nào đó, nhạc đệm hoặc nhạc lời do ca sĩ hát mà em lại không biết ca sĩ đó hát hoặc đánh piano, đó đánh piano nốt đó là nốt gì, vậy mọi người cho em hỏi là có cách nào để em biết được nốt đó là gì không ạ? Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rồi thì câu hỏi này là bạn hỏi mọi người, nhưng Phú Vinh không thấy mọi người ai trả lời cho bạn hết, thì Phú Vinh xin phép được trả lời cho bạn nha. Và câu hỏi này giống như bạn Trương lúc nãy Phú Vinh vừa mới trả lời đó, thì chúng ta hãy download cái app về hoặc là chúng ta xem cái video clip Phú Vinh hướng dẫn là làm sao để xác định được cao độ đó. Thì cái video clip đó khi xem qua thì mọi người sẽ biết cách để xác định được cao độ thôi. Hoặc là mời bạn hãy xem cái series về các buổi học cảm âm của Phú Vinh để bạn biết và có được một cái kỹ năng cảm âm cao độ tốt nha. Rồi, bình luận tiếp theo là của Võ Đức Thắng. Thì Võ Đức Thắng nhắn là: em cảm ơn thầy. Phú Vinh cảm ơn Võ Đức Thắng rất nhiều và hy vọng là bạn Thắng có thể xem các video khác nữa trong kênh của Phú Vinh và chia sẻ các video của Phú Vinh đến với mọi người để ai cũng có thể thấy hay và ai cũng có thể tiếp cận được với âm nhạc dễ dàng hơn. Bình luận tiếp theo là của Hải Âu Phi Sứ.
Bạn nhắn là thầy lý giải và cắt nghĩa nhưng rất hay. Đúng với câu không thầy đố mày làm nên, phải có thầy giảng dạy và cắt nghĩa những gì mình không hiểu thì mình mới nắm rõ cơ bản. Cảm ơn thầy, chúc thầy cũng như gia đình dồi dào sức khỏe, an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Phú Vinh cảm ơn bạn Hải Âu Phi Sứ rất nhiều. Phú Vinh hy vọng là tất cả các video clip của Phú Vinh có thể hướng dẫn cặn kẽ được đến với mọi người khi xem kênh của Phú Vinh. Và Phú Vinh hy vọng là những gì Phú Vinh nói trên video clip mà Phú Vinh làm á, dễ hiểu, dễ tiếp thu và ngắn gọn ha. Thì Phú Vinh rất vui khi nhận được những câu bình luận như thế này. Hương Nguyễn thì bạn nhắn là thích lắm mà chưa học được, cảm ơn bạn. Rồi, Phú Vinh hy vọng là Thương Nguyễn sẽ có điều kiện và cơ hội để học nhạc nhé. Và nếu không học được thì có thể xem các video clip của Phú Vinh, thì Phú Vinh tin là Thương Nguyễn có thể học được luôn đó, từ video clip trên YouTube Phú Vinh đăng. Và bạn Thương Nguyễn cũng gửi cho Phú Vinh trái tim khi xem video buổi học cảm âm. Phú Vinh cảm ơn bạn Thương Nguyễn rất nhiều. Hy vọng bạn chia sẻ các video của Phú Vinh đến với những người khác để mọi người cùng xem và có thể cùng thảo luận với nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ giúp nhau tiến bộ hơn và học hỏi được tốt hơn. Bạn Thương Nguyễn cũng có bình luận là mình thích nhưng chưa hiểu biết gì về nốt nhạc cả. Muốn nghe để hiểu mà chưa biết được một tí gì hết nè. Rồi, muốn biết về nốt nhạc thì mời bạn Thương Nguyễn xem video clip, xem 10 phút là đọc được nốt nhạc của Phú Vinh. Và khi xem cái đó rồi thì mời bạn Thương Nguyễn hãy xem tiếp các video trong cái danh sách phát của Phú Vinh tên là Lý thuyết âm nhạc ha. Thì như vậy thì Thương Nguyễn sẽ hiểu biết về nốt nhạc và sẽ học được và có thể cảm nhận được và có thể hiểu các video khác của Phú Vinh trong cái series các buổi học cảm âm vậy nha. Và bạn Thương Nguyễn cũng nhắn với Phú Vinh là không biết phải bắt đầu từ đâu để hiểu biết hu. Thì Phú Vinh cũng vừa mới nói xong đó là chúng ta hãy xem lý thuyết âm nhạc ở trong kênh của Phú Vinh, và trong cái danh sách lý thuyết âm nhạc đó Phú Vinh có đăng các cái lý thuyết cơ bản để chúng ta có thể hiểu được âm nhạc. Và khi xem cái đó rồi thì chắc chắn là Thương Nguyễn sẽ biết bắt đầu từ đâu và sẽ hiểu được âm nhạc luôn và sẽ biết được một chút xíu kiến thức về nhạc lý rất tốt, đúng không? Mời Thương Nguyễn xem và giới thiệu đến những người khác nữa nha. Nếu Thương Nguyễn thấy hay hãy giúp cho Phú Vinh thêm vài bình luận nữa để Phú Vinh biết à, Thương Nguyễn đã hiểu được và đã nắm bắt được gì đó trong âm nhạc rồi vậy nha. Bình luận của Hồ Quang Ngọc nhắn là hay quá bạn mình ơi. Phú Vinh cảm ơn rất nhiều. Những giờ Phú Vinh đăng mà nhận được những bình luận hay thì Phú Vinh cảm nhận được là người xem đã hiểu và đã nhận được một giá trị nào đó mà Phú Vinh muốn truyền tải đến mọi người. Thì Phú Vinh rất vui và cảm động. Hy vọng bạn Quang Ngọc có thể giúp cho Phú Vinh chia sẻ các video trên kênh của Phú Vinh đến mọi người khác nữa nha. Bạn Thương Phạm nhắn là em vẫn chưa biết về nốt nhạc, xin thầy chỉ giùm ạ. Rồi, thì chúng ta hãy xem video, xem 10 phút là đọc được nốt nhạc và danh sách phát lý thuyết âm nhạc của Phú Vinh để chúng ta có thể biết về nốt nhạc và biết một chút gì đó về lý thuyết âm nhạc nha. Và hy vọng là ai xem các video của Phú Vinh hãy chia sẻ đến những người khác nữa để ai cũng có thể hiểu về nhạc. Bởi vì khi chúng ta hiểu nhạc rồi, chúng ta nghe nhạc chúng ta sẽ thấy hay hơn và âm nhạc sẽ phát triển tốt hơn để đáp ứng với kiến thức và sự mong mỏi của mọi người. Vậy nhé. Bạn học lái xe nhắn cho Phú Vinh là thầy dạy hay quá, nếu được học với thầy chắc chắn sẽ thành công. Phú Vinh cảm ơn học lái xe rất nhiều. Phú Vinh hy vọng là một ngày nào đó học lái xe sẽ đến và đăng ký học với Phú Vinh. Có thể học trực tiếp hoặc có thể học online. Vậy nha. Và email của Phú Vinh để liên hệ học đó là info@vinken.com. Và ai muốn học với Phú Vinh xin hãy gửi mail vào trong đó và chúng ta có thể liên hệ với nhau qua email và chúng ta có thể trao đổi và sắp xếp giờ học, nơi học cụ thể để hợp lý hơn cho mọi người trong các điều kiện về thời gian và địa điểm nha.
Đó, và đây cũng là bình luận cuối cùng ở trong video clip của Phú Vinh. Phú Vinh xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành cho Phú Vinh sự quan tâm và những câu bình luận, câu hỏi hay để Phú Vinh có thể biết được là Phú Vinh có thể làm cái gì đó cho mọi người tốt hơn và phát triển kênh của Phú Vinh tốt hơn. Vậy nha, Phú Vinh xin chào và chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn video lần sau nha.